Công cuộc bảo vệ môi trường đang thu hút nhiều người khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ cũng tham gia chung tay hành động vì môi trường. Trong số đó có nhiều họa sĩ chọn cách tái chế rác thải để làm nguyên liệu cho những bức tranh của mình, như anh Gilbert Angeles ở Philippines. Rắc và rải các vụn nhựa nhỏ trên một tấm vải canvas, nghệ sĩ người Philippines Gilbert Angeles đang biến rác thải, đặc biệt là rác thải không thể tái chế, thành những bức tranh trị giá vài nghìn đô la Mỹ. Tôi thích thực tế là nó mang lại hy vọng cho chúng ta. Bức tranh đặc biệt này có tên là Living Hope, hy vọng sống, và tôi thực sự thấy rằng nó mang lại hy vọng sống. Nó thể hiện qua màu sắc trong tranh rất đẹp, làm bằng nhựa tái chế, tái sử dụng những thứ xấu xí bỏ đi, gây hủy hoại môi trường và biến chúng thành những thứ đẹp đẽ. Kể từ năm 2019, nghệ sĩ Gilbert Angeles đã tạo ra hơn 20 bức tranh như vậy. Tất cả đều được làm từ hỗn hợp nhựa vụn, sơn hết hạn và gỗ còn sót lại từ những ngôi nhà bị phá bỏ. Chúng tôi thu thập các đơn đặt hàng sơn đã hết hạn sử dụng, đã qua sử dụng từ các cửa hàng kim khí. Chúng tôi thu thập bằng nhiều cách khác nhau, được quyên góp hoặc lấy từ những ngôi nhà bị phá dỡ. Chúng tôi cũng nhận được cả ván ép để dùng làm vật liệu cho các bức tranh. Những vật liệu này được lấy từ xung quanh khu phố của anh Angeles hoặc được quyên góp bởi những người mà anh liên hệ làm quen từ khi bắt đầu chiến dịch của mình. Angeles cho biết anh bắt đầu vận động chiến dịch này sau khi đọc một bài báo về việc Philippines nằm trong số những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất. Anh hy vọng những gì mình làm có thể tác động đến suy nghĩ của mọi người để họ nhận thức và thay đổi lối sống cũng như cách xử lý, loại bỏ rác. Chúng tôi là quốc gia góp phần xả rác thải nhựa ra đại dương nhiều thứ ba trên thế giới. Khi biết được điều đó, tôi nghĩ phải tìm cách nâng cao nhận thức và kiến thức lý giải điều này. Những tác phẩm nghệ thuật của anh Gilbert Angeles đã được trưng bày trong các phòng trưng bày có tiếng. Có những bức tranh được bán với giá khoảng 600 đến 3.000 đô la Mỹ, tùy thuộc vào kích thước. Anh dành một phần số tiền thu được ủng hộ nhóm Green Arts mới thành lập của mình, nhằm mục đích khuyến khích các nghệ sĩ sử dụng chất thải tái chế cho các tác phẩm nghệ thuật của họ. Green Arts là một phong trào nơi chúng tôi giúp nhau thu thập nhựa dùng một lần đã qua sử dụng, cắt nhỏ và trộn chúng với sơn để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Theo báo cáo năm 2017 của Tổ chức Bảo tồn Đại dương và Trung tâm Kinh doanh và Môi trường McKinsey, Philippines nằm trong số 5 quốc gia gây ô nhiễm rác thải nhựa trên biển hàng đầu thế giới.